Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây cắt cỏ đeo lưng nha. Muốn giới thiệu đến các bạn, cây cắt cỏ đeo lưng này nó đến từ thương hiệu của Kiorit. Và nó có cái tên riêng phía sau đây các bạn. Cây Kiorit này là cây Kiorit thế hệ mới nha các bạn. Dòng Kiorit 4 số nó mang cái tên là ERME2620 nha các bạn. Cây này mình nhắc lại nha, cây này cây thế hệ mới, nó có khống chế tốc độ nha, nó không cho cái máy mình hét quá mức độ khi không tải để cho nó tổn, nó làm cho tổn cái sơ mi bê tông của mình ha. Do nó khi nó khống chế tốc độ như thế, nó thiết kế ở trong cái nòng nè các bạn, khống chế tốc độ nó không cho mình hét quá sức khi không tải nha. Nhưng ngược lại có tải thì nó lên rất là mạnh mẽ luôn. Khi các bạn mang tải vào đó thì nó khi các bạn làm việc đó thì nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi các bạn hét không á, là nó không có rú như ngày xưa nha. Ngày xưa thì nó rú kinh hồn lắm. Bây giờ nó khống chế tốc độ, nó không cho làm cái tốc độ quá cao như thế đó, nó dễ tổn thương cây dên nha, dễ tổn thương cái nòng. Do đó là nó có hệ thống khống chế tốc độ là như thế. Ở đây cái Kiorit nè 2620 này ha, nó mang một cái chế quạt khí hai kim nha. Đây, cây ở trên này cây tốc độ thấp nè, và ở đây nó có cây tốc độ cao ha. Đây, tốc độ cao còn rất là xuất sắc các bạn, đẹp như là hoàng hậu luôn. Dây đeo đệm hông nó tinh tinh nâu luôn, rất là đẹp. Kiểu đi móc của nó đây, ở đây chỗ này nó có cái công dây cáp nó nối mát đấy các bạn, nối mát để nó chống giật à, nó làm cầu kỳ vậy chứ có bao giờ mà giật đâu, nhưng mà nó là nó chuyện an toàn là trên hết ha. Nó không có gây chết người gì hết đó, mà nó gây cho mình giật mình thôi. Nhưng mà ở đây nó đã khống chế nè, nó có đường dây mát đây ha. Cái chụp giật này là chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực mới cáo luôn. Nắp xăng kính nha các bạn, dòng Kiorit thì luôn luôn lúc nào nắp xăng nó cũng kín mít hết, nó có lỗ thông hơi riêng ha. Đây, nó có ròn đệm rất là ngon ha, nó lỗ thông hơi riêng nó đi lên đây các bạn, nó dắt vô đây ha. Đây, ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng nè, cộng với nhớt nha, xăng nhiều nhớt ít ha. Tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn xài là nên tối thiểu thì phải 50 cc nhớt trên 1 lít xăng nha các bạn. Đó là tỷ lệ tối thiểu 50 cc nhớt trên 1 lít xăng. Các bạn quan sát các chi tiết nó đẹp xuất sắc luôn ha, chẳng tinh vàng ngính luôn, ốc ốc mấy ốc nè. Đây, cái ba lô nó đây đi theo ha, gió đây ha, gió ở đây nó có một cái hệ thống gọi là xúc kết nối cần láp nha các bạn. Các bạn kéo kéo vào vậy, kéo như thế này nha, kéo như thế này là các bạn rút cần láp ra ha. Khi các bạn đẩy vô, các bạn lắc 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 cũng đẩy vô vậy ha, các bạn lắc lắc thì nó trúng khớp rồi nó nhảy cái róc luôn. Ở đây nó có một cái xúc kết nối dây ga ha, các bạn lấy ra là các bạn thấy dễ, rất là dễ thao tác luôn, không có gì khó hết. Và ở đây nó có cái xúc kết dây công tắc đây. Ở đây nó có chỗ gò gò lên nè, chỗ này mình bấm là nó mở cái móc ha, các bạn dựng ra rất là dễ dàng luôn. Đấy, ba lô quay ha, nó xoay ở dưới này, nó có hệ thống bạc đạn nó xoay ha, cho bạn xem bộ lửa nó đây ha. Ở đây cần láp nó nè. Cần láp này nó có made in Japan nha các bạn. Đây nhám nhám đây nè, đây nó có đóng made in Japan đây nè, về các bạn xem ha. Khác hơi
các bạn thấy nó các móc dây nè, nó làm dòng kêu rít đời mới này, nó làm cực chắc luôn, móc dây ha, kẹp dây đó các bạn. Và từ từ các bạn khám phá thấy những cái điều của nó rất là ngạc nhiên luôn ha. Này tay ga bóp nè, tay ga bóp mà nó lại có một cái miếng này để giữ an toàn, không cho mình để xuống đất, là trước khi nó đụng cái tay ga này là nó sẽ để nó bao cái miếng an toàn nè, các bạn thấy không? Đấy, một là không có bị lên ga, hai là cái này nó bảo vệ cái tay mình là khi đá văng vô không bao giờ trúng được cái tay mình ha. Đấy, rất đã. Còn ở đây công tắc nó nè, kéo về đây là tắt nha các bạn, đẩy về xa đây là chạy nha. Chữ này nè, các bạn nhớ chữ này nè, mình không có chữ gì nhưng kéo về đây là tắt nha. Mình khi mình gửi máy cho các bạn thì mình sẽ để on off cho các bạn nhớ nha. Còn ở đây là cái ghim ga các bạn, cái này tùy các bạn ghim chỗ nào cũng được ha. Mà về càng về đây thì càng ga nó càng nhỏ, nó không luôn nè, bằng không luôn nè, bóp như không có ha. Các bạn kéo vô đây là các bạn bóp là nó lên nhỏ nha. Các bạn kéo từ từ về đây là càng về đây cứng chứ là hết ga nha. Kéo cứng cái này về hướng phía đằng tay cầm nè là mình bóp là nó lên hết ga ha. Đấy, cái này là rất là hay luôn. Cái này là gọi là ghim ga, mình ghim chỗ nào thì tay ga bóp mình theo chỗ đó ha. Các bạn xem nè, nó cáo luôn, như đẹp như là hoa hậu luôn các bạn. Ở tay cầm đó nè, tay cầm rất là đã luôn ha. Đây, các bạn xem cần láp đó nè, đẹp như mơ luôn. Cần láp 25 nha các bạn, Kyoris là phải cần lắp 25 mới đúng zin của nó. Đây cái cùi, các bạn nhìn xem cái cùi là phải biết đã rồi, có siêu trong yến cỏ nè, chén ấp ngược từ dưới lên nó đậy kín mít cái kẻ ngang luôn ha, kín mít kẻ ngang luôn. Và ở dưới này có hệ thống chống mài mòn luôn. Đấy, chống mài mòn luôn. Rồi tổng thể cái máy đây ha. Đấy, rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha, chụp giật trợ lực nha các bạn, kéo nhẹ nhẹ là nó nổ. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e ha, rồi nó sặc lên một tiếng thì mình kéo e xuống, mình kéo là nó nổ. Rồi để mình khởi động cho các bạn xem nha. Kéo thẳng dây không cần phải giật mạnh gì hết á các bạn, kéo thẳng dây lên là kéo thẳng dây là nổ nha. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Kyoris hệ ba lô có tay cả bóp đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0 7 6
5 959 958. Xin mến chào các bạn nha.